Theo đó, cảng Đồng Nai sẽ được mở rộng thêm 18 hectare. Tại đây được xây dựng một bến xà lan 3.000 tấn, gồm một cầu tàu chính dài trên 100 mét, rộng 21 mét và một số cầu phụ với tổng số vốn đầu tư trên 438 tỷ đồng. Dự án cảng Gò Dầu B sẽ được mở rộng thêm 16 hectare, xây dựng một bến tàu có tải trọng 15.000 tấn, nối dài với bến tàu hiện hữu, cùng với cầu tàu chính dài hơn 200 mét, tổng vốn đầu tư hơn 318 tỷ đồng. Việc mở rộng cảng Đồng Nai và cảng Gò Dầu là cần thiết, vì đây là hai cảng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, gần các cảng biển lớn của thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển nước sâu ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, trên sông Thị Vải, Cái Mép, đồng thời là đầu mối giao thông khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.